Dạ ok. Có vẻ cái từ này thông dụng thì phải. Nào ok. Các anh chị vui lòng bỏ hết điện thoại và những thứ quan trọng ra, cẩn thận kẻo ướt và hỏng ban tổ chức không đền. Rồi các anh chị cả ba đội sẵn sàng. Khi nhạc nổi lên 3, 2, 1, các anh chị bắt đầu chạy vòng về phía sau, không nhảy qua hàng rào. Chạy vòng về phía sau, phi ra biển, múc nước biển, ôm phản, phi ra biển. Dạ, múc nước biển để đổ vào xô của đội mình. Dạ, chạy vòng đứng sau hết ạ. Đây là luật chơi, quy định của ban tổ chức. Tất cả đứng sau, quay. 3, 2, 1, bắt đầu. Vâng, chúng ta đang thấy video của những màu sắc đầy đủ. Tất cả các thành viên từ các bạn nhỏ đến những người phụ nữ xinh đẹp và những người đàn ông bụng phệ. Họ đang vào ngay cho biển và không ngần ngại để tham gia trò chơi này. Và đây đúng là một trò chơi vận động trong đội mình là hết sức cần thiết. Và đội đỏ rất nhanh chân, không biết số lượng nước có được nhiều hay không. Gàng và đẹp mắt. Còn 20 giây cuối cùng, các bạn hãy cố gắng lên. Nhanh lên ạ, à, vẫn chạy đi ạ. Vâng, hãy dùng tất cả những sức của mình. 0982. Vâng, chúng ta thấy là đỏ sắp xong rồi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Dừng đổ, ban tổ chức đưa ra lệnh rồi. Hết giờ là đổ xuống cát ra. Rồi, xin thưa tất cả anh chị, chúng ta cùng dồn lại về hàng của mình và đặt bát lên trên phía ban tổ chức. Dạ. 30 giây cho đội nào xếp bát gọn gàng. Rồi, các anh chị chú ý ạ. Sau một thời gian, cả ba đội chúng ta nỗ lực cố gắng hết mình để chinh phục được tự nhiên với khát vọng tát cạn biển Sầm Sơn. Nhưng dường như là chỉ được khoảng mỗi một thành viên trong đội chắc chỉ đầy nước thì chỉ được khoảng 2 bát nước thôi. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ chấm điểm 3 số nước này xem đội nào nhiều nước hơn. Và bằng mắt thường chúng tôi thấy được là đội đỏ có số lượng nước nhiều hơn, là chúng ta không bàn cãi làm gì.
Dạ. Vỗ tay. Rồi xin chúc mừng đội đỏ. Đội đỏ dùng túi bóng một lần, ban tổ chức đổ ra nửa xô nước rồi. Yên tâm, ở đây có gắn khoảng 15 chiếc camera rồi. Vâng, khuyến mại hả? Một thành viên của đội áo cam đã khuyến mại cho đội của mình. Và bây giờ số nước của hai đội màu xanh và màu đỏ với khoa học tính toán cực kỳ kỹ lưỡng của lực đẩy Archimedes mà chúng tôi đo lường được từ cục đo lường chuẩn quốc tế mắt thường, thì chúng tôi thấy hai đội này bằng nhau. Vỗ tay. Rồi xin chúc mừng hai đội. Vậy là nãy đội xanh được 100 điểm, đội đỏ bây giờ được 100 điểm và đội cam cũng được 50 điểm thôi. Vậy vì hai đội xanh và cam của chúng ta bằng nhau được 50 điểm thôi. Vậy là cộng cho đội nhất 100 điểm, đội đỏ 100 điểm, đội xanh 50 điểm và đội cam 50 điểm. Và đây là trò chơi thứ hai. Và trò chơi này chưa dừng lại tại đây. Còn một phần nữa rất đặc sắc đang chờ tất cả các anh chị. Tiếp tục chúng ta liên hoàn một lượt nữa với trò chơi này.